Vô Hiếu. Vô. Nè anh em. Vô nè Hiếu. Cầm cầm. Hiếu đâu? Hiếu đây. Ừ. Tao tao đây. Ừ. Nói với anh em cảm ơn mày nha. Hôm nay sinh nhật tao. Nó quay hết mình với tao luôn. Anh em tốt. Tao là tao hết ga hết số rồi à. Không có uống. Quá tốt. Rồi. Nhưng mà nói con cái mày cũng tốt với tao đi. Con cái gì? Tao đưa cho mày 5 xị. Tao kêu mày mua cái bánh kem mà mày mua cái bánh này kem 50. Mày cũng tốt. Sao mày biết cái này 5 chỗ? Chứ nhiều. Cái đó là 492 ngàn. Thôi lại 8 ngàn mà tao bo cho nó. Nani? Bo. Rồi, bỏ đi. Trời ơi, mày chơi sinh nhật mày đi tính toán cái bánh kem 5 xị với 50 quá à. Mày rót được không? Được ly đấy. Mọi tình là phải gót cho tình, tình cảm, tình uống đi tình. Cái gì vậy ông nội, ly tao nè. Ủa? Anh ly tình đây rồi, tình đâu? Tình à. Đó, trong tao lấy kìa. Tình. Thấy chưa? Gặp chị Huệ trong nó yếu. Yếu quá yếu. Yếu. Tình thường mà thường làm. Yếu không tao. Tao nói rồi, uống không nổi thì thôi đi, uống nước ngọt cũng được, sĩ diện làm gì. Quất một cái nữa chai rượu, bây giờ vô gặp chị Huệ uống rượu không? Tao uống nhiều cả cha tao, liên quan gì đến mày? Tự nhiên mất cái không khí, tự nhiên đang uống gặp chị Huệ. Dạ. Mày biết nó đưa tao để tao lụi mày. Tao nói mày nghe, tao vô tao gặp chị Huệ là tao tự giác. Còn cái dòng cái thứ của mày lát nữa chị cũng kiếm mày à. Mày kêu chị kiếm tao hả? Tao muốn gặp ai là tao gặp, chứ đâu phải chờ người ta tới kiếm. Nè bây giờ tao muốn gặp chị Huệ nè, tao chỉ cần đứng dậy, tao đi thẳng vô một cái tao vô. Ê có chừng. Yếu. Hàng bị yếu. Vô. Yếu tao nhiều. Vô. Đi. Đi không dừng. Vô ông nội. Mày điên. Ủa? Hả? Mày điếc hả? Được không? Được. Gót rồi. Được anh. Ê nói nghe nè. Mình uống từ sáng giờ mà nhiều quá có bị gì không? Sinh nhật mà. Trời ơi tao nói thiệt với mày, bình thường là tao không có biết nhậu nhẹt, tao không có biết ăn chơi. Mẹ tao gặp tao với ba tao lúc nào cũng nói là trời ơi con tôi nó hoang. Giờ mà tao uống thì ba mẹ tao thấy chửi tao chết. Chửi lại luôn. Hôm nay sinh nhật mày chửi lại luôn. Uống thì thôi mày điên rồi. Xỉn là chửi lại luôn. Xỉn cái tái như cái mỏ mày á, mày số bậy tao vừa vừa thôi. Xỉn là ai chửi chửi lại luôn. Nó nghe. Uống nó hôm nay thôi nha, chứ bình thường á tao không có ăn nhậu. Ừ. Hiểu không? Vì mày á, vì sinh nhật mày á, bắt đầu ngày mai bỏ á. Vì sinh nhật tao ba mẹ mày có chửi chửi lại tao. Thôi mày điên hả? Không chửi tao chửi. Không được, không được. Cũng đập mày luôn á. Chúc mừng sinh nhật. Dạ. Bỏ rượu từ ngày mai. Bỏ rượu. Tao đang chống lại mà kìa. Nhậu là phải giữ cho tao mà. Ối ối tại chỗ. Mà tao khoan, tao hỏi cái gì? Mất bớ gì tao đưa tiền cho mày. Tao đưa hẳn mày 500 ngàn. Tao nó sợ thằng Lý năng chặn tiền tao rồi. Sao mày không mua đồ ăn mới cho tao mà mày lấy đồ ăn cũ mày cho tao ăn sinh nhật của tao? Nói gì ngộ mày. Sinh nhật tao, đồ tao cất qua bên, sinh nhật mày mua đồ khác chứ. Cái gì? Nói đồ tao gì gì gì. Mày nói gì? Cái gì? Cất qua một bên à? Ừ. Vậy mày vô trong tủ lạnh coi có cái bánh kem của mày trong đó không? Mày đem ra đây tao tin. Tin? Biết cái bánh kem có để em tủ lạnh không? Con của mày, mày không biết, tao biết, tao ăn hả? Đâu ta? Kem ở đâu vậy? Kem à. Cái gì cũng phải ăn Lý. Đây! Đấy rồi. Đấy rồi, cái con cô giúp à. Dạ. Đưa tao ăn chi nữa. Vậy. Hỏi nó. Ok. Rót đi. Vậy. Tao muốn hỏi một chuyện. Cắt bánh hả? Mày điên hả? Tao đập đầu mày giờ. Chứ gì bánh nữa. Kem mày hôm qua đúng không? Bánh kem hôm qua là sao cha? Rõ ràng là tao đưa tiền cho con này đi mua bánh kem. Mà tao không biết nó lấy tiền tao đâu. Thì tao chắc chắn mày với nó thông đồng lấy bánh kem cũ của nó ra cho tao.
Tao không có khùng mà đi thông đồng chung với đứa nào được chi. Có thông đồng, tao thông đồng một mình tao sẽ ăn hết rồi. Tao nói mà nghe, cái bánh kem mà tao mới mua hồi sáng đàng hoàng, làm gì phải hàng cũ hàng tồn kho mua không hiểu. Nhiên đi kêu tao ăn chặt. Chứ gì, chứ bánh kem vừa hôm qua khác nhau chỗ nào đâu, tao thấy y chang luôn. Đây, từ từ tao nói cho nghe. Hôm qua bánh kem của mày là 492.000 đúng không? Tao còn bo 8.000 cho bà bán bánh kem. Còn bữa nay bánh kem riêng của mày, tao biết là mày thích màu hồng, tao mua thêm hai cái ngôi sao màu hồng, hồng nhạt với hồng đậm nè. Mày thấy không? Mày nhớ không, bánh kem mày có màu hồng không? Không có. Bánh kem mày có màu hồng, mày kêu tao đi xài đồ cũ là sao? Mày cho tao mẹ mệt mày quá. Ngôi sao này 4.000 á. 4.000 cái ai cái 8.000. Ăn được không? Ăn được. Mô Phật, cái bánh kem không, cái này nhựa không ăn được. Thôi 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 dẹp đi. Hôm nay tao không nhậu tao bay nữa, tao thấy nhậu tao bay tao lỗ quá. Vậy tao mới chính là thằng nói câu đó. Ý mày lỗ gì? Tao đi mua bánh kem cho tụi bay 2 ngày liên tiếp mà tụi bay cứ lèm bèm, tao ăn chặt. Tao vô ly này, tao không uống cho tụi bay nữa. Anh em mình vui vẻ. Thở luôn, nốt ly này. Hết cái ly này. Nốt ly này, khỏi nhậu. Từ ngày mai tao bỏ nhậu. Nốt đèn cày ơi. Thở ra. Nhậu cho tụi bay luôn. Vô bay. Ứ thèm. Vô bay. Vô bay. Thèm vô luôn. Nốt đèn cày nhìn mừng sinh nhật mẹ. Ừ. Nốt đèn cày mừng sinh nhật mình. Mày đốt đèn cày mày cúng tao. Hả? Nốt. Nốt mừng nhật mẹ. Ê, mai nghỉ nhậu. Ôi trời ơi, cái bánh kem cắm cái kè, cắm cái nến kìa. Vô. Nói nèm buộc. Ủa kìa, chưa mở. Vô. Ủa, sao hôm qua kia không nhậu nữa mà hôm nay mày vô khí thế hả? Ủa, thì rượu mời thì uống, chẳng lẽ uống rượu phạt. Mà mày nói chuyện mắc cười quá. Giờ nhà ba thằng thì hôm qua sinh nhật tao mày cũng uống, thì nay sinh nhật mày tao cũng uống, mất mớ gì mất bẻ. Vậy hôm qua to miệng làm gì kêu không nhậu chứ mày nữa đâu, bữa nay vô hết nửa chai luôn. Vậy nó mới xuống phê. Ê, cái này tao hỏi cái này á. Gì? Cái bánh quen ta. Sao quen? Quen mày hai cái luôn á. Thì đúng rồi, sinh nhật mày ngày cuối đặc biệt hai cái. Từ từ đi. Cái bánh hàng nào mua rồi hả? Tao. Mày mua? Ừ. Bao nhiêu? 492.000, đưa 500, bo luôn 8.000. Ồ. Còn cái bánh này của mày hả? Bánh đó tao mua. Mày mua bao nhiêu? Tao mua 500.000. Ủa sao nó y bon luôn vậy? Có khác gì đâu. Y chang luôn đúng không? Ờ. Hay thiệt, mày mua ở đâu vậy? Mày mua ở đâu? Ừ, mua bà 8 đầu đường á. Tao cũng mua bà 8 đầu đường luôn. Thì đầu đường có một mình bà 8 chứ có bà 9, bà 10 đâu. Ừ, hai cái này vậy nhờ được. Còn cái đống này. Ờ, đống này. Trời ơi, đống này dễ mà. Đống này đồ cũ từ mấy bữa nay. Ừ. Này hôm qua tao mới chơm được của bà 9. Ủa? Đó. Nè, chân mũi tao làm. Ừ. Hợp lý. Thằng này. Sao toàn đồ cũ không vậy? Trời khùng quá. Tâm lý của mình qua ngày mới là đồ mới, hiểu không? Được chưa? Mà tao nói nghe nè. Mốt sinh nhật làm ơn ba thằng kế bên nhau á, thì chọn một ngày làm đại đi, tụi bay tách ra nhậu suốt 3 ngày, tao mệt tao chịu không nổi, tao không có nhậu ở đâu, tao bỏ nhậu đó. Không, tao hợp lý, có là hợp lý á. Chọn một ngày thôi, nhậu một bữa mà có 20 cư nghỉ, khỏe đi. Ừ. Tốn của gia đình. Tao nghĩ vậy. Chọn ngày giữa đi, ngày giữa là ngày đẹp nhất. Dài không, chắc gì ngày giữa, ngày đẹp. Đâu được. Nè, tao nói tụi bay nghe nè, mình làm cái gì cũng vậy. Đầu xuôi đuôi lọt. Đầu là ai? Đầu là ngày của tao. Ừ. Lấy ngày tao đi. Đầu xuôi đuôi nó mới lọt. Đúng không? Lọt. Mày không nghe câu hả? Miếng ngon là miếng cuối cùng. Mà cuối cùng là phải cái ngày cuối cùng, là cái ngày thứ ba, là ngày hôm nay nè, là mà đúng rồi. Hôm nay là kỷ niệm. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá vậy. Cái miếng giữa chó gặm hả? Mày gặm á. Mày gặm á. Mày không ăn món đầu tiên rồi tụi ăn được tới cuối hả? Ủa thì bây giờ ăn món hai trước cũng được, vậy liên quan gì phải ăn món đầu tiên? Phải có ai này nha. Công ty trực tự chứ. Ủa thì bây giờ sinh nhật ai cũng vậy được vậy? Còn không mốt khỏi làm luôn đi. Khỏi làm luôn. Vô mày. Vô. Mắc mớ mày vô. Làm mắc gì vô. Vô thôi mày. Mày uống chứ. Có cái sinh nhật cũng cãi lộn nó. Mệt quá. Cắt kem ơi. Cắt hả? Ê. Mày gì? Mày định cắt bánh kem hả? Ờ. Mai sinh nhật của con thỏ kế bên. Hả? Chúng ta
hàng cái chung cư vậy hả? Đúng rồi, nó mời ba đứa mình. Nó nhắc mới nhớ ta. Rồi sáng nó đưa tao 500 để mua đồ giùm cho nó á. Nó đưa mày nữa hả? Ờ, bây giờ mình dẹp cái này qua bên đi. Mình cắt cái này nè. Khỏi cắt rồi. Sao vậy? Mai qua tính nó hai cái luôn. Lấy 1 triệu. Lấy 1 triệu. Oh man. Vậy bỏ luôn qua bên đi nha. Nấu cái này thôi. Cái này mai mình qua mình bóc của nó 1 triệu. Ok. Để tao kiếm thêm sinh nhật của ai. Quá trời luôn, bữa nay mới thấy mình hợp lý luôn nè. Dạ. Vô. Chúc mừng sinh nhật. Dạ. Tôi thấy anh em mình nhậu vô là cãi lộn. Đúng rồi. Cho nên bây giờ mình đừng có nhậu nữa. Đó. Mình hứa với nhau đi. Là ngày mai sinh nhật của thằng hứa này là ngày cuối cùng anh em mình nhậu thôi. Sinh nhật thọ. Ờ, sinh nhật thọ. Ok. Chúc nó trường thọ. Mai là ngày cuối nha. Kèm cho nó. Ngày cuối nha, mai là ngày cuối á. Mày mốt bữa kia từ từ tính á. Hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi ba anh em tình lý luôn tranh đùa nhau. Hợp thức được hai tôi chính là một người tên thơ. Luôn tranh đùa lời chuyện bao đồng.